Theo đó, Hà Nội đã chính thức trở thành một trong 66 đô thị sáng sủa tạo mới, bên cạnh một loạt các đô thị mới cùng được ghi danh đợt này như Bangkok, Angbom, Cebu, Jeju, Mumbai, Nam Kinh. Tháng 7 vừa qua, Hà Nội nộp hồ sơ ứng cử vào mạng lưới các đô thị sáng sủa tạo của UNESCO. Trong đó, Hà Nội xác định nhiệm vụ là trọng tâm là đạt sáng sổ tạo vào trung tâm phát hành bền vững với tầm nhìn đưa Hà Nội thành thủ đô sáng sổ tạo của khu vực Đông Nam Á. Trọng tâm của Hà Nội là đạt sự sáng sổ tạo, khác là từ góc độ tiến tiếp vào trung tâm của sự phát hành bền vững với tầm nhìn trở thành thủ đô sáng sổ tạo của Đông Nam Á. Mạng lưới các đô thị sáng sổ tạo của UNESCO hiện có tổng cộng 246 đô thị các đô thị thành viên đến từ các châu lục khác nhau, các khu vực với mức thu nhập và dân số khác nhau. Mục đích tầm thường của họ là hướng tới sứ mệnh. Dùng sự sáng sủ tạo và nền quản hồn tế sáng sủ tạo làm cốt lõi trong kế hoạch phát hành đô thị theo hướng an toàn, bền vững, toàn diện gắn với chương trình phát triển bền vững của UNESCO tới năm 2030. Tổng Giám đốc UNESCO Austria Giao Lai đã bày tỏ, mỗi đô thị trên toàn dân loại đều biến văn hóa thành trụ cầu trong chiến lược phát hành của họ. Mạng lưới đô thị sáng tạo UNESCO được xây dựng năm 2004 nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các đô thị dinh danh quốc tế với việc lấy nguồn lực văn hóa và sáng sủ tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát hành đô thị một cách bền vững có 7 lĩnh vực sáng sổ tạo được xác định để UNESCO xét ghi danh, nhập cuộc mạng lưới, gồm thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian, kiến thiết, điện ảnh, ẩm thực, văn học, nghệ thuật truyền thông đa phương tiện và âm nhạc.